À, trong phần này chúng ta cũng đi qua hai cái nội dung. Thứ nhất là chúng ta làm bài và những lưu ý quan trọng. Thứ hai là các ví dụ và bài tập áp dụng. À, trong cái phương pháp làm bài và những lưu ý quan trọng, chúng ta chú ý rằng là phản ứng thủ phân của este ấy, thì nó có hai cái trường hợp khác nhau. Trường thứ nhất, nếu mà thủ phân trong môi trường axit, tức là khác ở đây là axit, thì phản ứng xảy ra là ngược chiều so với phản ứng este hóa. Tức là chúng ta sẽ có cái cân bằng là COOO phải vì thủy phân nhiều nước thì có xúc tác, thông thường là axit xung kích đặc nhiệt độ, chúng ta sẽ thu được axit và chuyển tương ứng. Và ở đây phản ứng là phản nghịch nên nó sẽ có cái hằng số cân bằng, k cân bằng sẽ bằng là nồng độ cân bằng của axit nhân nồng độ cân bằng của rượu chia cho nồng độ cân bằng của este và nước. Và cái chúng ta biết rằng là k cân bằng là một đại lượng vật lý, nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, do đó ở tại một điều kiện nhiệt độ xác định thì k cân bằng này là một hằng số, nó không thay đổi. Chúng ta gọi công thức này là công thức 2.1. Với este là đơn chức thì ta dễ dàng suy ra được là số mol của este phản ứng sẽ chính bằng là số mol của axit của rượu sinh ra. Vì phản ứng là thuận nghịch nên nó sẽ tuân theo các cái nguyên lý chuyển dịch cân bằng của Le Sapere. Cái phần này thì đã được đề cập rất là kỹ ở trong cái chuyên đề về acid oxalic phần thứ ba là phản ứng este hóa. Để các em có thể xem lại trong cái phần này. Vì phản ứng là thuận nghịch nên hiệu suất của phản ứng là luôn luôn nhỏ hơn 100%. Và để tính được cái hằng số cân bằng cũng như là nồng độ cân bằng thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức 2.1 ở trên. Cái trường hợp thủy phân trong môi trường axit thì chúng ta ít gặp, và chủ yếu chúng ta sẽ gặp cái dạng bài là thủy phân trong môi trường kiềm, và tên gọi của nó là phản ứng xa phòng hóa. Thế thì ở đây chúng ta có cái trường hợp với este đơn chức, thì dùng với công thức tổng quát dạng của COOR phải thì tác dụng với natri oxit là cái chất phản ứng thân cường gặp, chúng ta sẽ thu được muối natri của axit và rượu tương ứng. Thế thì với trường hợp là este đơn chức này, chúng ta dễ dàng tìm được là số mol este sẽ bằng số mol của natri oxit bằng số mol của muối và cũng bằng số mol của rượu. Thế thì đấy là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu este của chúng ta là đa chức thì nó có hai trường hợp. Nếu este là đa chức và nếu este là của axit đa chức của rượu đơn chức thì nó sẽ có công thức dạng RCOOR phải tất cả N là phản ứng của chúng ta áp dụng với N phân tử natri oxit sinh ra muối RCOONa tất cả N lần và rượu R phải OH. Còn trong trường hợp este là của axit đơn chức và rượu đa chức thì công thức của este có dạng là RCOON lần R phải cộng với N phân tử natri oxit, chúng ta sẽ thu được cái muối tương ứng là RCOONa và rượu đa chức. Thế thì từ những cái phương trình đã viết ở trên, với trường hợp tổng quát chúng ta xét nếu số mol natri oxit bằng số mol của este thì chúng ta suy ra ngay được este phải là este đơn chức. Nếu số mol của natri oxit mà bằng hai lần số mol của este thì chúng ta suy ra có hai trường hợp, hai khả năng có thể xảy ra, đó chính là hoặc este là hai chức hoặc este là của phenol. Thế thì nếu trường hợp thứ ba là nếu số mol của natri oxit mà bằng ba lần số mol của este, chúng ta suy ra được este ở đây phải là este ba chức. Từ ba cái nhận xét ở trên và ba trường hợp phổ biến trên, chúng ta suy ra cái hệ quả là khi xả phòng hóa hỗn hợp các este đơn chức mà chúng ta thấy số mol của este nhỏ hơn số mol của natri oxit nhưng lại nhỏ hơn hai lần số mol của este, tức là số mol của natri oxit nằm trong khoảng số mol của este đến hai lần số mol của este, thì chúng ta suy ra được là hỗn hợp chắc chắn phải chứa este của phenol. Và từ đó chúng ta cũng dễ dàng tính được cái số mol, tổng số mol các este của phenol chính bằng số mol của natri oxit đã phản ứng trừ đi số mol của este đã phản ứng. Thế thì từ những nhận xét trên, chúng ta áp dụng vào một số bài tập cụ thể sau. Bài số 1, X là một este no đơn chức có tỷ khối hơi đối với metan là 5.5. Nếu đem đun 2.2 gram este X với dung dịch natri oxit dư thu được 2.05 gram muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là HCO, CH2, CH2, CH3, C2H5, CO, CH3, CH3, CO, CH2, CH5 và HCO, CH, CH3 tất cả hai lần. Thế thì đề bài đã cho X là este no đơn chức, thì suy ra X phải có cái dạng là RCOOR phẩy. Chúng ta có phản ứng là RCOOR phẩy cộng với NaOH sinh ra RCOONa và rượu tương ứng R phẩy OH. Và chúng ta tính được ngay số mol của muối axit sinh ra chính bằng số mol của STX bằng là 2.2 chia cho 88 bằng là 0.025 mol.
Thế thì từ đây chúng ta tính được là cái khối lượng phân tử của este sẽ chính bằng là khối lượng của muối sẽ bằng R cộng với 67 bằng 82. Điều đấy tính được ngay là giá trị gốc R, gốc axit ấy, sẽ bằng 15. Đây chính từ cái nhóm metin. Vậy thì theo bài ra chúng ta lại có cái khối lượng phân tử của X sẽ bằng là 5,5 nhân 16 bằng 88. Vậy suy ra công thức phân tử của X là C4H8O2. Vậy X sẽ có dạng là CH3COOCH5. Đáp án ở đây chúng ta là C. Bài tập số 2. Xà phòng hóa hoàn toàn 9,7 gram hỗn hợp 2 ethanol đơn chức XY cần dùng 100ml dung dịch natri oxit 1,5 m. Sau phản ứng khô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Công thức cấu tạo thu gọn của 2 este XY lần lượt là A. HCOCH3 và HCOCH2CH3, B. CH3COCH3 và HCH3COCH32CH3, C. CH5COCH3 và CH5COCH2CH3, và D. C3H7COCH3 và C3H7COCH2CH3. Thế thì đây cũng là một cái dạng bài nó rất là phổ biến trong hóa hữu cơ, tức là nó sẽ cho cái dạng là một cái hỗn hợp gồm hai chất kế tiếp nhau giữa đồng đẳng và yêu cầu chúng ta tìm về công thức phân tử và công thức cấu tạo của hai chất đó. Thì cái phương án mà chúng ta vẫn sử dụng một cách quen thuộc đó chính là chúng ta sẽ dùng phương pháp trung bình. Thế thì ở đây chúng ta nhận định rằng là sau phản ứng khô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai rượu đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Điều này có nghĩa là hai este của chúng ta là hai este đơn chức no và kế tiếp theo trong giữa đồng đẳng. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp trung bình ở đây. Vì hai este là no đơn chức nên chúng ta có thể gọi công thức chung của nó là CN trung bình H2N trung bình O2. Do số chúng ta có este đơn chức nên cũng dễ dàng tìm được số mol của este chính bằng số mol natri oxit đã phản ứng và bằng là 0,15 mol. Khối lượng của hỗn hợp este đã có, chúng ta tính được ngay cái khối lượng phân tử trung bình của hai este bằng là 64,67 và nó chính bằng khối lượng phân tử 14N trung bình cộng 32. Từ đây chúng ta tìm được N trung bình bằng 2,33. Thế so sánh trên những cái đáp án thì phải cho chỉ có cái đáp án A là thỏa mãn, tức là hỗn hợp este của chúng là HCOCH3 và HCOCH2CH3 tương với 2,3 mol carbon. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án A. Chúng ta sang bài tập số 3. Este có công thức phân tử C9H10O2, xà phòng hóa hoàn toàn 0,5 mol X cần vừa đủ là 1,0 lít natri oxit 1 m, thu được hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của X là, có bốn đáp án: C3CH2CO6H5, C3COCH2CO6H5, HCOCH2CO6H5 và HCOCH2CO6H4CH3. Thế thì ở đây chúng ta có cái đề bài đã cho cái số mol của natri oxit tính được là bằng 1 mol mà số mol của X đã tham gia phản ứng là 0,5 mol. Phản ứng vừa đủ có nghĩa là natri oxit và este đã phản ứng hết đủ với nhau. Mà từ số mol chúng ta nhận thấy là số mol của natri oxit bằng 2 lần số mol của este. Đề bài cho este X có công thức là C9H10O2, nghĩa là X phải là este đơn chức. Mặc dù este là đơn chức nhưng tác dụng với natri oxit theo tỷ lệ mol 1:2, suy ra X phải là este của phenol. Cái này chính là cái điều nhận xét chúng ta rút được ở trên. Bởi vì X trong bốn công thức cấu tạo trên thì chỉ có công thức là CH3CH2COOC6H5 là thỏa mãn. Và đáp án đúng ở đây là đáp án A. Bài tập số 4. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp 2 este đơn chức XY cần dùng hết 110ml dung dịch natri oxit 1 m, thu được hỗn hợp 2 muối và 2,95 rượu Z. Rượu này không bền chuyển hóa thành anhydride T. Công thức cấu tạo của XY lần lượt là, chúng ta có bốn đáp án: CH3COC, CH3 nối đôi CH2 và CH3COC6 H4CH3, B. CH3COCH nối đôi CH3 và CH3COCH2C6H5, C. CH3COCH nối đôi CH3 và CH3COC6H4CH3, và D. CH3COCH2CH nối đôi CH2 và CH3COC6H4CH3. Thế thì chúng ta cũng có thể dễ dàng tính được cái số mol của natri oxit đã tham gia phản ứng ở đây là bằng 0,11 mol. Nhận thấy số mol của natri oxit là lớn hơn số mol của este, như vậy nhỏ hơn 2 lần số mol của este, tức là hỗn hợp ở đây như đã nhận định ở trên nó phải có chứa este của phenol.
Vậy thì chúng ta cũng dễ dàng tính được cái số mol của FE của phenol sẽ bằng số mol của natri oxit 0.11 mol trừ đi số mol của hỗn hợp FE là 0.08, tức là số mol FE của phenol là bằng 0.03 mol. Mà hỗn hợp đầu có 0.08 mol nên số mol của FE còn lại là FTI, chúng ta gọi là FTI sẽ bằng là 0.08 trừ đi 0.03 tức là 0.05 mol. Và đây cũng chính là số mol của chất Z tạo thành vì các phản ứng trong sơ đồ chuyển hóa từ Y sang Z sang T là theo tỷ lệ mol 1:1. Và có khối lượng của Z rồi, chúng ta tìm ngay được cái khối lượng phân tử của nó bằng 2.9 chia cho 0.05 tức bằng 58. Với cái khối lượng này kết hợp thêm cái thông tin là Z không bền chuyển thành anhydrid nên Z chỉ có thể là HOCH nối đôi CH CH3. Chú ý rằng cái rượu này không bền nó sẽ chuyển hóa ngay thành anhydrid propionic. Bởi vì hai FE của chúng ta phải có dạng là CH3COCH nối đôi CH CH3 và CH3COC6H4CH3. Một este là của rượu không bền chuyển hóa thành anhydrid, một este là của phenol. Vậy thì đáp án đúng ở đây là đáp án C. Bài tập số 5. Cho 21.8 gram chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chất tác dụng với 1 lít dung dịch natri oxit 0.5m thu được 24.6 gram muối và 0.1 mol rượu. Lượng natri oxit dư có thể trung hòa hết 0.5 lít dung dịch HCl 0.4m. Công thức cấu tạo thu gọn của X là có 4 đáp án. A là HCO tất cả 3 lần C3H5, B CH3CO tất cả 2 lần CH4, C CH3CO tất cả 3 lần C3H5 và D C3H5COCH3 tất cả 3 lần. Thế thì ở đây chúng ta cũng tính được là số mol của natri oxit phản ứng chính bằng số mol natri oxit để lại cho trừ đi cái lượng mà nó đã tham gia phản ứng với HCl, tức là bằng 1 nhân 0.5 trừ đi 0.4 nhân 0.5 bằng là 0.3 mol. Và chúng ta nhận định được là nó lại chính bằng 3 lần số mol rượu vì số mol rượu đề bài đã cho là bằng 0.1 mol. Do đó, tức ở đây phải là este của axit đơn chức và rượu ba chức. Vậy thì đáp án có thể đúng ở đây là A hoặc C, còn B và D là bị loại. Vậy thì do X là este của axit đơn chức và rượu ba chức nên chúng ta có thể gọi công thức của nó dưới dạng là RCOO tất cả 3 lần hợp vậy. Và chúng ta tìm được số mol của muối sinh ra sẽ chính bằng số mol của natri oxit phản ứng và bằng 0.3 mol. Vậy thì khối lượng phân tử của muối sẽ bằng là R cộng 67 bằng khối lượng 24.6 chia số mol tương ứng bằng 0.3 bằng 82. Vì đây chúng ta tìm được gốc axit bằng 15, đây là gốc metin. Vậy axit ở trong este này, gốc axit sẽ là CH3COO và X phải là CH3COO tất cả 3 lần C3H5. Đáp án đúng ở đây là đáp án C. Và bây giờ chúng ta đã xem xét qua một số các bài tập về phản ứng thủy phân của este.